Minh Khoa xin kính chào quý khán thính giả Mời quý vị cùng theo dõi chương trình thời sự ngày 18 tháng 5 năm 2022 của Ban Việt ngữ Đà Ái Châu Tự Do với những nội dung chính sau đây Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Minh Trung bị đề nghị kỷ luật Đấu giá đất thủ thiêm, doanh nghiệp trúng thầu không có tiền trong tài khoản để nộp. Sĩ quan biên phòng chống ma túy bị tuyên 20 năm tù vì buôn ma túy Việt Nam tiếp nhận tàu tuần tra cao tốc do Ấn Độ sản xuất Việt Nam nêu vấn đề an ninh, an toàn ở Biển Đông tại hội nghị quan chức quốc phòng ASEAN và Đối tác. Ông Lê Minh Trung, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, vào ngày 18 tháng 5 bị Ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam kỷ luật lý do đã thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương, vi phạm luật hôn nhân gia đình gây dư luận xấu trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan nhà nước. Hôm 11 tháng 5, Ban chấp hành Đảng Bộ Đà Nẵng đề nghị thi hành kỷ luật ông Lê Minh Trung vì vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm trong sinh hoạt đời sống cá nhân, vi phạm trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Vi phạm của ông Trung được xác định là gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên, nhân dân. Theo thông tin trên mạng xã hội trước khi có thông báo đề nghị kỷ luật, ông Trung bị cho là đã quan hệ yêu đương ngoài hôn nhân và có con với một người phụ nữ khác. Đài Á Châu tự do chưa thể kiểm chứng thông tin này, nhưng việc có quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân cũng được cho là một điều cấm đối với đảng viên, nhất là người nắm chức vụ cao trong bộ máy đảng ở Việt Nam. Hai doanh nghiệp trúng thầu hai lô đất tại khu đô thị mới Thủ Thiêm không có tiền trong tài khoản để cơ quan thuế thực hiện biện pháp cưỡng chế thuế do quá hạn nhiều tháng. Báo nhà nước hôm 17 tháng 5 dẫn thông tin từ Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tính đến ngày 17 tháng 5, tức 10 ngày kể từ khi Chi cục Thuế Thủ Đức thực hiện lệnh cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản của hai công ty trúng thầu đất Thủ Thiêm, nhưng cơ quan thuế vẫn chưa thu được tiền vì cả hai tài khoản của hai công ty này không có tiền. Có bốn công ty trúng thầu đấu giá đất Thủ Thiêm hồi tháng 12 năm ngoái với giá trúng thầu được báo chí trong nước miêu tả là cao chưa từng có. Tuy nhiên sau đó, hai công ty đã xin rút và chịu mất tiền cọc. Hai công ty còn lại chưa bỏ và hiện cũng không có tiền đóng là công ty Dream Republic và công ty cổ phần Shin Mega. Công ty Dream Republic trùng đấu giá lô đất 3 5, diện tích 6.446 m2 với giá 3.820 tỷ đồng. Còn công ty Shin Mega trùng đấu giá lô đất 3 8, diện tích 8.568 m2 với giá 4.000 tỷ đồng. Tòa án quân sự quân khu 5 hôm 17 tháng 5 kết án hai sĩ quan biên phòng là Đại úy Nguyễn Viết Hùng và Đại úy Trịnh Văn Thuần tổng cộng 36 năm tù giam vì tội danh mua bán trái phép chất ma túy theo Điều 251 của Bộ Luật Hình Sự. Mạng báo công lý cho biết Đại úy Hùng là đội trưởng đội vũ trang đồn biên phòng Cồn Cỏ thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị bị tuyên 20 năm tù giam. Ông này từng là sĩ quan thuộc đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm, bộ đội biên phòng quản trị. Trong khi đó, đội trưởng đội vũ trang, đồn biên phòng non nước thuộc bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng, Nguyễn Văn Thuần bị kết án 16 năm tù giam. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Quân sự Bộ đội Biên phòng xác định, Hùng và Thuần cấu kết với hai thường dân là các ông Nguyễn Duy Bằng và Phạm Công Hoàng Huy để buôn bán chất cấm. Đêm ngày 13 tháng 10 2019, Công an thành phố Đà Nẵng bắt quả tang Bằng và Duy khi đang vận chuyển nửa ký ma túy tổng hợp ketamin để trả lại cho hai cán bộ biên phòng vì cho rằng bị lừa, mua nhầm hàng giả, hàng kém chất lượng. Tuy nhiên, tổng khối lượng ma túy phải chịu trách nhiệm chỉ là 217,10 gram heroin. Trong vụ này, Đại úy Hùng bị xác định là người giữ vai trò chính, trực tiếp thỏa thuận đi giao ma túy và nhận 240 triệu đồng từ bằng. Còn Đại úy Thuần là đồng phạm có vai trò giúp sức tích cực. Trước đó, trong phiên tòa hình sự của Tòa án Nhân dân Đà Nẵng, hồi tháng 9 năm 2020, tuyên phạt Nguyễn Duy Bằng, tù trung thân và bị cáo Hoàng Công Hoàng Huy, mức án 20 năm tù giam về tội danh mua bán trái phép chất ma túy. Trong phiên tòa xử hai sĩ quan biên phòng, báo chí nhà nước cho biết Nguyễn Duy Bằng đã chết nhưng không cho biết rõ thời điểm và nguyên nhân của cái chết. Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh hôm 17 tháng 5 làm lễ tiếp nhận và thường cờ tàu tuần tra cao tốc do Ấn Độ thiết kế và đóng. Theo báo chí nhà nước, đây là một trong 8 tàu tuần tra cao tốc do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm chủ đầu tư, phối hợp với Ấn Độ thiết kế, thi công, cung cấp thiết bị, vật tư, tài liệu kỹ thuật để đóng mới. Tàu được đóng chủ yếu bằng vật liệu nhôm có chiều dài thiết kế là 32,30 m, chiều rộng 6,6 m và vận tốc đạt 35 hải lý một giờ, chống chịu được gió cấp 6. Tàu được trang bị các thiết bị điện tử hiện đại như định vị vệ tinh, radar, hải đồ điện tử, camera quan sát hồng ngoại. Hồi năm 2019, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam loan báo thỏa thuận giữa Ấn Độ và Việt Nam về đóng mới 12 tàu tuần tra cao tốc thuộc gói tín dụng 100 triệu đô la mà Ngân hàng xuất nhập khẩu Ấn Độ đồng ý cung cấp cho Việt Nam vào năm 2016 nhằm giúp Việt Nam mua sắm trang thiết bị quốc phòng đến năm 2030 việt nam trong những năm qua đang thực hiện việc hiện đại hóa lực lượng không quân và hải quân nhằm tăng cường khả năng quốc phòng bảo vệ lãnh thổ đặc biệt là ở khu vực biển đông nơi việt nam đang có tranh chấp về chủ quyền với các nước láng giềng bao gồm trung quốc trung quốc hiện là nước đòi chủ quyền phần lớn diện tích biển đông và thời gian qua đã có những hành động quấy nhiễu các hoạt động thăm dò dầu khí của việt nam ở vùng nước này trong đó có lưu dầu khí liên doanh với Ấn Độ. Giới chức Quốc phòng Việt Nam nhấn mạnh vấn đề an ninh, an toàn hàng hải, hàng không ở Biển Đông tại Hội nghị quan chức Quốc phòng cấp cao các nước ASEAN mở rộng, EXOM, diễn ra ở Phnom Penh, Campuchia hôm 18 tháng 5. Đây là hội nghị có sự tham dự của trưởng đoàn EXOM, các nước ASEAN và các nước đối tác bao gồm Nga, Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, New Zealand, Ấn Độ. Thông tấn xã Việt Nam cho biết, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam nhấn mạnh vấn đề an ninh, an toàn hàng hải, hàng không ở Biển Đông là vấn đề hết sức quan trọng đối với các quốc gia trong khu vực và cộng đồng ASEAN. Vì vậy, việc tuân thủ tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông và xúc tiến sớm ký kết bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông thực chất là hiệu quả là vấn đề cần thiết hiện nay. Đại diện Việt Nam cũng khẳng định Việt Nam kiên trì giải quyết mọi vấn đề bất đồng trên biển bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982. Biển Đông là vùng nước đang có tranh chấp về chủ quyền giữa các nước, bao gồm Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan. Indonesia mặc dù không được tính là một bên có tranh chấp, nhưng đường đứt khúc chín đoạn mà Trung Quốc đơn phương vẽ ra trên biển cũng lớn sâu vào vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia ở khu vực quần đảo Natuna do nước này kiểm soát. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình tin tức thời sự của Bay Việt ngữ đã cho tự do hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai, cũng ngay trên kênh YouTube và Facebook RFA Tiếng Việt.